Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin trình bày các vấn đề của bài tập 1 môn học vi xử lý như sau. Thứ nhất là trình bày vi xử lý là gì? Theo em được tìm hiểu thì vi xử lý là một linh kiện điện tử máy tính được chế tạo từ các transistor thu nhỏ và được tích hợp trên một vi mạch tích hợp đơn. Vi xử lý có nhiều loại bắt đầu từ 4 bit, 16 bit đến 32 bit và thậm chí là 64 bit và 128 bit như hiện nay. Khi sử dụng vi xử lý thì cần phải thiết kế một hệ thống gồm có vi xử lý, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi bao gồm port nhập và port xuất. Bộ nhớ dùng để lưu dữ liệu chương trình của vi xử lý và dùng để lưu dữ liệu xử lý. Port nhập dùng để nhập các dữ liệu vào trong vi xử lý. Sau khi xử lý xong thì sẽ do port xuất xuất ra ngoài để thực hiện. Để kết nối các khối trên tạo thành một hệ thống vi xử lý, đòi hỏi người thiết kế phải rất hiểu biết về tất cả các thành phần vi xử lý, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi. Hệ thống tạo ra khá phức tạp, chiếm nhiều không gian mạch in và vấn đề chính là đòi hỏi người thiết kế phải hiểu thật rõ về hệ thống. Chính vì sự phức tạp nên các nhà thiết kế đã tích hợp bộ nhớ và một số các thiết bị ngoại vi cùng với vi xử lý tạo thành một IC gọi là vi điều khiển. Vi điều khiển ra đời mang lại sự tiện lợi là có thể dễ dàng sử dụng trong điều khiển công nghiệp. Việc sử dụng vi điều khiển không đòi hỏi người sử dụng phải có hiểu biết quá sâu rộng như khi sử dụng vi xử lý. Ta sang phần tiếp theo là các loại kiến trúc tập lệnh của vi xử lý. Gồm có hai loại chính là tập lệnh máy tính, tập lệnh giảm RISC và tập lệnh máy tính tập lệnh phức tạp CISC. Tập lệnh máy tính tập lệnh giảm RISC có các đặc điểm như sau: có ít hơn 100 lệnh và sử dụng định dạng lệnh cố định 32 bit. RISC sử dụng hệ thống đơn và chế độ địa chỉ giới hạn đơn giản. Log store là các hướng dẫn độc lập duy nhất để truy cập vào bộ nhớ. Tập lệnh máy tính tập lệnh phức tạp CISC có các đặc điểm như sau: chứa khoảng 120 đến 350 lệnh, sử dụng định dạng biến trong phạm vi từ 16 bit đến 64 bit cho mỗi lệnh, sử dụng nhiều chế độ địa chỉ 12 cho đến 24 đồng hồ, sử dụng bộ nhớ vào cơ chế bộ nhớ để thực hiện các hoạt động, kết hợp với đó là các hướng dẫn log store. Các loại kiến trúc bộ nhớ vi xử lý có hai loại kiến trúc bộ nhớ cơ bản, đó chính là von Neumann và Harvard. Trong đó, kiến trúc von Neumann, bộ nhớ giao tiếp với CPU thông qua một bus dữ liệu 8 bit. Bộ nhớ có các ô nhớ chứa dữ liệu 8 bit. Bộ nhớ vừa lưu trữ chương trình cho vi xử lý làm việc, vừa lưu trữ dữ liệu cần xử lý. Ưu điểm là kiến trúc đơn giản, dễ thiết kế. Khuyết điểm là do chỉ có một bus nên tốc độ truy xuất chậm, khó thay đổi dung lượng lưu trữ của ô nhớ. Kiến trúc Harvard, bộ nhớ được tách ra làm hai bộ nhớ độc lập, gồm có là bộ nhớ lưu chương trình và bộ nhớ lưu dữ liệu. CPU giao tiếp với hai bộ nhớ độc lập nên cần hai bus độc lập. Vì độc lập nên có thể thay đổi số bit lưu trữ của từng bộ nhớ mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Ưu điểm là do có hai bus nên tốc độ truy xuất nhanh, nhanh hơn là kiến trúc von Neumann và có thể tùy ý thay đổi số bit của ô nhớ. Khuyết điểm là kiến trúc phức tạp, đòi hỏi người thiết kế phải có sự hiểu biết sâu rộng về các kiến trúc bộ nhớ. Tiếp theo đó chính là ứng dụng của vi xử lý. Hiện nay thì vi xử lý 4 bit đã không còn được sử dụng nữa. Thay vào đó là các vi xử lý 8 bit và 16 bit được dùng trong các hệ thống điện đơn giản như hệ thống điện xe hơi, máy điều hòa và các dây chuyền sản xuất. Các vi xử lý cao cấp hơn từ 32 bit trở lên được dùng cho các hệ thống phức tạp như con chip máy tính, chip máy in và các loại card màn hình cho máy tính. Tiếp theo, ngôn ngữ assembly là gì? Ngôn ngữ lập trình assembly là một ngôn ngữ lập trình cấp thấp. Nó thực chất là dạng gợi nhớ hay dạng ký hiệu của ngôn ngữ máy tính được các nhà lập trình vi xử lý sáng lập. Là một dạng tập lệnh hợp ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên nên dễ đọc và dễ lập trình, giao tiếp với phần cứng máy tính cũng như vi xử lý một cách rất chặt chẽ. Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình assembly là chương trình viết trên nó có kích thước nhỏ hơn và tốc độ nạp thực hiện chương trình nhanh hơn so với viết chương trình cùng chức năng trên các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác. Vậy vì sao dùng ngôn ngữ C cho vi điều khiển? Như các bạn đã biết thì các nhà lập trình vi điều khiển đã sáng lập ra ngôn ngữ assembly cho việc để dễ dàng hơn cho việc lập trình các vi xử lý. Và C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn, vận hành gần với phần cứng và đặc biệt là nó giống với ngôn ngữ assembly hơn hầu hết các ngôn ngữ bậc cao. C có thể được dịch và thi hành trong hầu hết các máy tính hơn hẳn các ngôn ngữ hiện tại, trong khi đó thì assembly chỉ có thể chạy trong một số máy tính đặc biệt. C đã được tạo ra với một mục tiêu là làm cho nó thuận tiện để viết các chương trình lớn ít lỗi hơn mà lại không đặt nặng lên vai người viết.
K trình dịch C. Tiếp theo là chức năng của thanh ghi PC. Thanh ghi bộ đếm chương trình PC sẽ quản lý địa chỉ của bộ nhớ chương trình. Thanh ghi PC có độ dài 13 bit sẽ quản lý 8192 ô nhớ, tương đương với 8K ô nhớ. Số bit của thanh ghi PC có mối quan hệ với dung lượng bộ nhớ chương trình. Chức năng của bộ nhớ ngăn xếp stack. Bộ nhớ ngăn xếp có 8 cấp hay 8 ô nhớ, chỉ dùng để lưu địa chỉ trở về trong thanh ghi PC khi thực hiện lệnh gọi hay ngắt chương trình con. Người dùng không thể dùng vùng nhớ này để lưu dữ liệu. Chức năng của thanh ghi trạng thái status. Thanh ghi trạng thái chứa trạng thái của khối ALU, trạng thái reset và các bit chọn văn bộ nhớ dữ liệu, dùng để thực hiện các chức năng trong chương trình ứng với các chức năng của từng bit trên thanh trạng thái. Như vậy là đã kết thúc bài giải thích của em. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.